chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Từ Linh Đăng, năm nay mình 6 tuổi, mình học lớp 1A, trường tiểu học Đỗ Trọng Hường. Đến với chương trình Nét Ẩm Thực Việt, ngày hôm nay Linh Đăng rất vui và hào hức khi được giới thiệu đến các bạn một món ăn không chỉ Linh Đăng mà tất cả các du khách đều rất thích. Đó chính là cơm gà Hội An. Cơm gà Hội An là một món ăn có lịch sử lâu đời. Món ăn được làm từ hai nguyên liệu chính là thịt gà và cơm. Gạo để nấu cơm thường là loại gạo ngon nổi tiếng của mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Gạo sau khi vo sạch sẽ được đem nấu với nước lọc gà và lá dứa bằng bếp củi để cho hạt gạo mềm có mùi thơm và vị ngọt mùi. Nguyên liệu quan trọng thứ hai của món ăn này là thịt gà. Thịt gà ở đây thường dùng loại gà to thả vườn vì thịt của loại gà này thường chắc nhưng vẫn giữ được độ mềm. Da gà khi luộc lên sẽ có màu vàng óng. Gà được luộc xong đem xếp phay thành những miếng nhỏ, bốc cùng với hành phi, hành tây, rau răm và muối. Nước dùng được thêm nghệ và gắt để tạo màu, khiến cho đĩa cơm có một màu vàng ương vô cùng bắt mắt. Rau sống ăn kèm thì phải chọn loại rau được thu hoạch trực tiếp từ làng rau Trào Quế gần đó để cho hương vị của món ăn được trọn vẹn đúng chuẩn Hội An nhất. Tất cả đều tạo nên một món ăn đặc sản mà khó ai có thể cưỡng lại được, không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt, đúng không quý vị? Các bạn vừa tìm hiểu về cơm gà Hội An, một món ăn đặc sản không thể thiếu khi đến với phố cổ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.